Vâng, xin chào mừng cô chú các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV những hình ảnh và cảnh quay trước mắt cô chú các bạn mình thực hiện tại Nhật Bản. Và đây là cái trung tâm thương mại bán xe đạp và đồ, này là đồ mới cô chú các bạn nhé, đồ mới luôn. Thì hôm nay mình đi lấy một chiếc xe đạp cho một cái chị gái ở Hà Nội, thì tranh thủ quay cho cô chú anh chị các bạn có thể tham khảo một số các dòng màu sắc. Thì trước mắt cô chú các bạn đây là một chiếc xe Patwick của Yamaha. Xe này thì nó gồm 4-5 màu khác nhau. Đây là một dòng xe chợ điện của chú bạn nhé. Chợ điện tức là cô chú bạn phải tác động một lực nhất định vào bàn đạp thì xe mới di chuyển. Chiếc xe này thì rất phù hợp cho cô chú bạn sống tại khu vực đồi núi, đồi dốc, hoặc cô chú bạn sống tại khu vực đồng bằng mà hay phải qua nhiều những cây cầu. Thì đây là một lựa chọn vô cùng tuyệt vời để cô chú bạn mua sắm. Giá chiếc xe này về Việt Nam là 35 triệu tiền Việt Nam, 35 triệu bao ship toàn quốc. Theo quan điểm cá nhân của mình thì đây là một chiếc xe màu vàng chanh và mình yêu thích nhất cái màu này, rất là sáng. Cái dòng này thì nó đắt tương đương một chiếc xe máy cô chú bạn có thể di chuyển trong vài chục năm. Bình thường thì cô chú bạn hết điện thì cô chú bạn đạp như một chiếc xe đạp thông thường. Còn khi mà sạc điện thì cô chú về lưu ý là cắm điện 100V nhé, điện 100V. Cái xe này là bán Nhật Bản mà. Đây là đang bán tại Nhật Bản thì cô chú bạn là đã sinh sống tại Nhật Bản thì thấy gia đình nhà nào thấy ít nhất là có 1 đến 2 chiếc xe như thế này. Đấy, thì ngay bây giờ xin kính mời cô chú bạn cùng di chuyển ra bên ngoài nhé. Vì mình vừa vi lấy xong, vừa thanh toán tiền xong một chiếc xe về Hà Nội, thì ngay bây giờ xin kính mời cô chú bạn cùng di chuyển ra bên ngoài. Mình sẽ quay thêm cận cảnh chi tiết. Thì anh chị em nào quan tâm đến màu sắc nào thì có thể chụp ảnh lại màn hình cho đó thì gửi qua số Zalo. Mình sẽ tư vấn thêm và đặt xe cho cô chú bạn. Có những màu thì lấy sẵn có ngay, nhưng có những màu đặc biệt thì phải đặt. Thì đây là chiếc mà vừa lấy mình với thanh toán tiền xong. Khi mà ra đến đây thì có thêm ánh sáng để mình quay cận cảnh chi tiết. Thì đây là một con xe Patwick nhé. Vô cùng chắc chắn, cảm giác chắc chắn như một chiếc xe máy. Đây là màu của nó, thì màu này chị thích một chiếc màu cà phê. Bán này nó đủ cho các bạn nhé. Đây là khóa của nó này, vô cùng chắc chắn, rất thích hợp 2 chìa 3 chìa. Đấy, ắc quy nó cũng được khóa luôn. Đây thì đạp như một chiếc xe đạp thông thường, rất mịn và xịn luôn. Hàng đồ của nó toàn đồ đẹp các bạn nhé. Đây là một mẫu xe mà gần như là đắt nhất tại thị trường Nhật Bản. Đây là bình ắc quy và cụm động cơ là Yamaha. Con này thì nó thích hợp cả cụm số, cơ cấu xăng số là 3 cấp. Và đây là cái cụm điều khiển của nó nhé. Cô chú bạn nhấn trong 3 giây thì màn hình sẽ bật lên, sẽ hiển thị đường đèo, đường dốc và đường quanh co, đường bình thường. Còn cô chú bạn di chuyển thông thường thì tắt đi. Đấy, đây là chiếc cơ cấu xăng số 123, chuông, đèn trước. Còn đây là bộ giấy tờ và bộ sạc của nó nhé. Sạc thì điện 100V. Khi sạc thì cô chú bạn cắm ắc quy tháo ra, có thể xách lên tầng 3, tầng 4 hoặc là để trong phòng thì rất thuận tiện cho cô chú bạn nào sống tại khu vực chung cư nhé. Chung cư thì có thể xách bình lên tận nhà sạc, sau đó thì lại xách xuống. Đây là một chiếc xe màu nâu cà phê mà chị ở Hà Nội chị rất thích cái màu này. Đấy, thì hôm nay qua lấy và tranh thủ quay cho cô chú bạn. Giá mình báo tiếp về Việt Nam là hàng đi máy bay nhé. Hàng đi máy bay 35 triệu bao ship toàn quốc, giao hàng miễn phí từ Móng Cái đến Cà Mau. Chiếc này thì ngày mai sẽ được di chuyển lên cảng hàng không, sau đó thì về Hà Nội chắc thì khoảng 1 tuần, khoảng đến 10 ngày của chúng bạn sẽ nhận được hàng. Tùy theo của chúng bạn ngày gửi nhé. Hôm nay gửi thì khoảng độ 1 tuần sau hoặc là 10 ngày sau sẽ nhận được hàng. Chiếc xe này về tay là 35 triệu tiền Việt Nam. Vậy clip hôm nay thì mình xin làm ngắn ngắn là tại đây nhé. Mình xin tạm dừng cái video là tại đây. Kính chúc cô chú bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Hẹn gặp lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.